năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của huyện Giao Thủy. Là năm ghi dấu chặng đường 20 năm tái lập huyện 1997-2017. Và trên chặng đường phát triển ấy, cùng với sự bứt phá vươn lên của kinh tế xã hội, sự nghiệp giáo dục đào tạo huyện cũng đã gặt hái được những thành công vượt bậc. Bằng chứng là 20 năm, ngành giáo dục đào tạo Giao Thủy liên tục giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao theo hướng toàn diện, vững chắc. Những kết quả đạt được bên cạnh sự quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện về mọi mặt của các cấp, các ngành và toàn xã hội thì còn là sự nỗ lực, cố gắng của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh các bậc học trong huyện. Không chỉ đẩy mạnh các phong trào thi đua, đổi mới phương pháp dạy và học, tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, ngành giáo dục đào tạo huyện Giao Thủy còn quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất, năng lực và trí tuệ. Một trong những cấp học có nhiều hoạt động tiêu biểu tích cực nhất trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, phát triển năng lực bản thân học sinh là cấp tiểu học. Thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục với mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, kỷ cương, sáng tạo. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giáo dục năm học 2017-2018, các nhà trường đã linh hoạt, sáng tạo, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình câu lạc bộ học sinh gồm nghệ thuật, thể dục thể thao, kỹ năng sống, góp phần xây dựng môi trường học tập mới, tạo hứng thú cho học sinh, giúp các em học sinh phát huy năng lực bản thân ở mức độ cao nhất. Ngành giáo dục đào tạo huyện Giao Thủy chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, chỉ đạo các nhà trường chú trọng giáo dục phát triển toàn diện cho học sinh ở các cấp học. Đối với cấp học tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn các nhà trường tổ chức hoạt động các câu lạc bộ của học sinh tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực: bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống. Được chính thức bắt đầu triển khai thực hiện từ năm học 2016-2017 là hoạt động ngoài giờ chính khóa, hoạt động của các câu lạc bộ bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống đã tạo ra sân chơi bổ ích và lành mạnh, giúp cho các em học sinh phát triển năng khiếu, sở thích, nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, tạo cơ hội cho các em được thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn cuộc sống. Đây là một giờ sinh hoạt của các em học sinh câu lạc bộ kỹ năng sống lớp 5D, trường tiểu học thị trấn Ngô Đồng. Không khí học tập diễn ra hết sức sôi nổi. Các em đều rất hứng thú với chủ đề mà giáo viên lựa chọn. Đó là đối phó với người lạ khi ở nhà. Tình huống thoạt nghe có vẻ đơn giản, song không phải học sinh nào cũng biết cách xử lý phù hợp trong hoàn cảnh này. Và ở đây, cô trò đã có cơ hội thảo luận và cùng nhau trao đổi để hướng tới một phương án xử lý hợp lý nhất. Do có sự trao đổi thẳng thắn, chủ đề học tập lại sát với thực tiễn cuộc sống, nên kết quả thu được cũng hết sức khả quan. Các em tiếp thu bài một cách chủ động, tích cực hơn. Con cảm thấy rất vui ạ. Và con được học rất nhiều điều thú vị ạ. Và con được học kỹ năng như là phòng tránh khi bị xâm hại, phòng tránh khi bị rắn độc cắn ạ.
Con được phòng tránh khi bị đuối nước ạ, và con còn được, ngoài ra con còn được học nhiều điều như là nấu một bữa ăn đơn giản, rồi biết luộc rau, rồi con biết được là dọn dẹp nhà cửa ạ. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống, các câu lạc bộ rèn kỹ năng sống sớm được các em học sinh đón nhận và tích cực tham gia. Ở loại hình câu lạc bộ này, các em có cơ hội được thực hành những kỹ năng cơ bản trong cuộc sống, giúp các em biết tự phục vụ bản thân, biết tự giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định hợp lý, nâng cao kỹ năng hợp tác, chia sẻ, khả năng ứng xử văn minh, lịch sự. Các bài rèn luyện về tự chăm sóc bản thân, tìm sự giúp đỡ, đề phòng tai nạn thương tích như phòng chống bỏng, điện giật, tai nạn sét đánh, cây đổ, nước ngập được các em tiếp thu nhanh nhẹn và hào hứng. Hoạt động giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống còn trang bị cho các em nhiều bài học giá trị, giúp các em biết vượt qua khó khăn, biết sử dụng tiền bạc tiết kiệm, bố trí thời gian khoa học. Từ đó góp phần hình thành và phát triển những phẩm chất và năng lực cần thiết của con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, mà ở đó các em chính là chủ thể của sự phát triển. Giáo dục kỹ năng sống giúp các con có được những kiến thức kỹ năng cơ bản ban đầu để các con có thể vận dụng vào trong cuộc sống. Từ đó các con có kỹ năng biết sống, có trách nhiệm với bản thân mình hơn, với gia đình và với xã hội, tránh được một số những cái tình huống bất lợi trong cuộc sống và biết sống an toàn. Các hoạt động ứng dụng, trải nghiệm và sáng tạo được đưa vào nội dung hoạt động của câu lạc bộ một cách nhẹ nhàng, linh hoạt, không nặng nề, rườm rà, tốn kém, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và điều kiện của học sinh. Đồng thời qua đó giúp các em phát huy vai trò tự quản. Về phía các nhà trường, việc tăng cường giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của cả giáo viên, học sinh trong giảng dạy và học tập. Song song với việc nâng cao chất lượng các bộ môn văn hóa, thì nhà trường chúng tôi luôn coi trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hoạt động câu lạc bộ cho học sinh, bởi vì đây là một hoạt động hết sức thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Và hơn nữa, khi tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, thì nhà trường chúng tôi đã thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, các cộng đồng, các tổ chức xã hội cùng chung tay vun đắp vào nhà trường, tạo điều kiện cho các em học sinh thực sự mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Cùng với sự tham gia giúp đỡ tích cực của cha mẹ học sinh và cộng đồng, các em được trải nghiệm thực hành làm bánh trôi, bánh chưng, bánh gai, chuẩn bị bữa ăn sáng đơn giản, làm những món ăn thông thường, hay pha chế tạo nước ép sinh tố trái cây, cắt tỉa hoa, cắm hoa, gieo trồng, chăm sóc và tìm hiểu các đặc điểm của các loài cây. Sản phẩm các em làm ra thể hiện năng khiếu, niềm đam mê sáng tạo và tính mỹ thuật sâu sắc. Đồng thời qua đây giúp các em biết trân trọng, cảm nhận cũng như thấu hiểu được giá trị của tình yêu lao động. Tôi là phụ huynh học sinh, tôi thấy rất phấn khởi và những buổi học trải nghiệm thế nào rất có ích cho các cháu, vì các cháu được đi chợ, được mua bán và được làm những cái mà mình thích. Tôi thấy là cái buổi trải nghiệm hôm nay rất là tốt, chúng tôi rất phấn khởi. Chúng tôi cũng mong là nhà trường tổ chức nhiều hơn nữa những cái này để cho các cháu trong nhà trường được thể hiện, được làm người lớn, được đi chợ, được mua bán đúng như những điều các cháu muốn. Nếu như các hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống, thì dựa trên năng khiếu và sở thích, hoạt động câu lạc bộ thể dục thể thao đã tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em học sinh phát triển về thể chất, sức khỏe, góp phần nâng cao tầm vóc của thế hệ tương lai nước nhà. Được luyện tập dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, các em được tham gia các môn như bơi lội, bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, cờ vua, võ thuật, aerobic. Tính riêng môn bơi lội, năm học 2016-2017,
2017, các câu lạc bộ trong huyện đã truyền dạy cho hàng ngàn em biết bơi, góp phần quan trọng hạn chế tình trạng học sinh đuối nước. Ngoài việc được hướng dẫn và thực hành những động tác kỹ thuật cơ bản, các em còn được tiếp cận với lý thuyết căn bản của một số môn thể thao, xem tranh, ảnh, video về tài liệu tập luyện thể dục thể thao, giới thiệu dụng cụ thể dục thể thao, phát triển tâm lý và chiến thuật thi đấu, nhận biết được kiến thức cơ bản về chấn thương, xử lý một số chấn thương đơn giản hay gặp phải trong quá trình luyện tập thi đấu thể thao. Với niềm đam mê khám phá được thể hiện khả năng của bản thân, hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật ở các nhà trường đã thu hút sự tham gia nhiệt tình đông đảo của các em học sinh. Ở đây, các em được thỏa sức thể hiện niềm đam mê ca hát, múa, diễn kịch, được trực tiếp thực hành sáng tạo ra những sản phẩm theo trí tưởng tượng phong phú như tranh vẽ, tượng đất sét, hoa giả, những đồ dùng, đồ chơi làm từ phế liệu. Các em còn được bồi dưỡng tài năng hội họa, âm nhạc, được tập đàn, hát, múa, khiêu vũ và các loại hình nghệ thuật dân gian khác dưới sự giúp đỡ hướng dẫn của các thầy cô giáo, các nghệ sĩ, họa sĩ. Nhiều sản phẩm, tiết mục do các em dàn dựng đã được trưng bày, trình diễn tại các sân khấu của nhà trường và địa phương thông qua các hoạt động giao lưu, lễ hội được tổ chức hàng năm. Thông qua các hoạt động trải nghiệm câu lạc bộ, chúng em được giao lưu, học hỏi, được thực hành, vận dụng kiến thức vào kỹ năng cuộc sống. Có thể nói, ngày trải hội sáng tạo hôm nay sẽ là một trong những ngày cần thiết, hoạt động ứng dụng cần thiết cho nhà trường và nhất là cho chúng em. Bởi vì nhiều cái chúng em không thể học ở trên lớp, trên văn hóa giáo dục. Nhưng thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo này, chúng em có thể được biết rằng cách nấu ăn những thứ này thế kia. Và đối với em, đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong suốt 5 năm học. Từ hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở một số đơn vị ban đầu, đến nay đã lan tỏa ra cả 28 trường tiểu học trong toàn huyện, với tổng số 15.339 học sinh tự nguyện tham gia. Nhiều trường đã tổ chức rất thành công giao lưu câu lạc bộ cấp trường, ngày hội trải nghiệm sáng tạo với sự chung tay góp sức tích cực của cha mẹ học sinh và cộng đồng, như trường tiểu học thị trấn Quất Lâm, Giao Phong, Giao Châu, Giao Thiện A, Giao Hà, thị trấn Ngô Đồng. Thông qua ngày hội giao lưu, các em không những được thỏa sức khám phá kiến thức mới, được trực tiếp thực hành trải nghiệm sáng tạo, phát huy khả năng của bản thân, mà qua đó các em còn được giáo dục những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước, đồng thời bồi đắp trong các em những giá trị cao đẹp của cuộc sống. Đó là sự sẻ chia, đồng cảm, tình yêu thương và lòng tự hào. Phát huy những kết quả đạt được, các câu lạc bộ ở mỗi trường tiểu học trên địa bàn huyện đang tích cực duy trì và tìm hướng đi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra bản sắc riêng cho chính mình, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Trong tương lai không xa, chúng ta có thể tin tưởng vào những năng lực, phẩm chất mà các em học sinh tiểu học được bồi đắp hôm nay sẽ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp,